Rồi, hôm nay là đội dưỡng sinh xã Định An mình giao lưu với là câu lạc bộ dưỡng sinh Võ Thị Sáu xã Vĩnh Thạnh nha, Lắp Vò Đồng Tháp. Rồi bây giờ đội hình của xã Định An mình tập trung để có những cái tấm hình tập thể lưu niệm. Rất vui là khi đến đây thì gặp đồng chí Kiều Thiện Kê, phó chủ tịch xã Vĩnh Thạnh, chụp chung với đội một bài hình kỷ niệm. Ban tổ chức tiếp đón rất là nồng hậu luôn nha các bạn. Sau đó thì các chị trong ban tổ chức đến để chào hỏi đội chúng ta. Để đợi các đoạn này giao lưu đồng mới ha. Đồng. Sau khi ổn định thì bây giờ chương trình bắt đầu, ban tổ chức tuyên bố lý do cũng như giới thiệu thành phần đại biểu khách dự cho buổi giao lưu ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của quý lãnh đạo, quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức, phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Lắp Vò. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Lợi, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thạnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Kiều Thiện Kê, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Hữu, chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Võ Thị Sáu xã Vĩnh Thạnh. Và sự có mặt của các đồng chí trong ban tổ chức, các đồng chí là trưởng đoàn, huấn luyện viên và gần 150 vận động viên về tham dự buổi giao lưu hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Sống, sức khỏe và hoạt động phong trào nhân câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Võ Thị Sáu đã cùng đồng lòng cố gắng tập luyện nhằm để nâng cao sức khỏe và duy trì phong trào. Đồng thời, câu lạc bộ cũng được sự quan tâm sâu sắc của chính quyền các cấp như tỉnh, huyện, xã. Thành lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Đứng chung chụp phơi hình chung với các cái trưởng đoàn. Quay lại. Đúng rồi. Rồi mình một hồi quay lại đấy lấy cái bảng. Ok. Và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với 11 đội trưởng của 11 câu lạc bộ dưỡng sinh trong và ngoài huyện của tỉnh Đồng Tháp. Câu lạc bộ dưỡng sinh của thành phố Sa Đéc tặng cờ lưu niệm cho đội chủ nhà câu lạc bộ dưỡng sinh Võ Thị Sáu xã Vĩnh Thạnh. Cái gì anh mày chú ba ơi? Nhạc nhỏ quá.
Tiếp theo xin mời câu lạc bộ Liên Hoa thành phố Sa Đéc với tiết mục võ cổ truyền. Và tới lượt 2 thì câu lạc bộ dưỡng sinh xã Định An đến với buổi giao lưu là một bài quyền truyền thống. Thank you.
Kết thúc phần biểu diễn của các đội, sau đó thì các đội tập trung vào nhà khách để dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức. Ngoài sân thì ban tổ chức cũng đang chuẩn bị âm thanh để phục vụ hát karaoke. Trong buổi giao lưu ngày hôm nay, các đội đã có những cái tấm hình tập thể để ghi dấu lại kỷ niệm của buổi giao lưu thật là ý nghĩa, thật là vui vẻ. Mỗi một đội là một màu sắc khác nhau, rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn câu lạc bộ dưỡng sinh Võ Thị Sáu, xã Vĩnh Thạnh, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh, phòng văn hóa thể thao huyện Lấp Vò, anh chị em trong ban tổ chức đã tổ chức cho chúng tôi một buổi giao lưu thật chu đáo, thật nồng hậu. Xin chúc cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sang năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.